Rồi, chú xin chào tất cả mọi người nha. Vừa tới tiếp câu anh em ơi. Hôm nay chúng trở lại cánh vĩnh hơn mọi người. Chạy vô đầu một con kinh cùng. Hiện tại là kinh cùng nha anh em. Đoạn này nãy chạy một dạo luôn mà mình thấy cái lỗ trống hôm nay không thấy khách tra thác lát lộn nhiều. Chắc chiến thuật hôm nay là móc lỗ rồi mọi người. Thì để câu cái đoạn kinh cùng này để chung xuống chung móc mấy cái lỗ đó chung coi quýnh có cá trê có rô nha mọi người. Đó. Còn chỗ trống nói chung là chỗ trống này chà nhiều quá không dám thả đâu, bên kia là một bụi tre gai thả xuống đó là chà không luôn. Nó mà sẽ quấn dài dài đầu đó ra. Này chúng đang ở đầu trong của đầu kinh cùng ở bên Vĩnh Hưng nha anh em. Hy vọng là móc hai ba lỗ này cũng gặp được cá rô và cá trê. Tại đầu kinh cùng cá dựa lên đặng nó lên ruộng mọi người. Rồi chúc mọi người xem rô vui nha. Bắt đầu chung chuyện ra cho bính luôn. Chung hồi nào đi là cũng có thùng đá sẵn để có bài cá tra chung chiến đấu luôn. Rồi mọi người xem clip nha. Mới thả lỗ mà nhìn bên kia chúng thấy mấy con cá rô lên mưa ngày qua chắc dấn lưới nè. Bên đây nè. Để qua quay xem cho mọi người xem nha. Lưới này biết ta găng làm gì mà mấy cá rô này. Lên con chà bá đây nó dướng nè mọi người. Giờ chúng nó lên đầu nguồn là cá rô này lên đánh đẻ nè. Thấy ghê không? Trời ơi. Chà bá chà bư luôn. Này quậy lỗi lâu lắm rồi nè. Dướng cái lưới. Tháo chân thả luôn. Quậy nát. Quậy kiến cắn tùm lum. Thường thường lên mấy cái đầu trên đây là mấy con cá này nó quậy nó lên lên ruộng đẻ mà. Dướng dữ vậy. Hơi khó gỡ, chúng ta cái máy gỡ cái. Này mọi người. Chà bá luôn. Còn con nào nữa không? Đằng đây còn con nữa mọi người. Quá trời rồi. Đây dướng con nữa nè. Cũng còn sống luôn, chung gỡ luôn. Đó, con lên trên bò lên trên cạn á. Hai em rô leo lên bờ, một đực một con cái luôn mọi người. Để phóng sanh tụi bay xong chung đi câu tiếp. Chúng quay qua chúng thấy cái lưới cái giật. Giờ thả xuống nước đừng có leo bờ nữa nghe mấy không. Đó. Con bự đi trước rồi mọi người, nhỏ bơi sau. Leo lên. Kêu mấy khác là ăn mồi tôi nghe tôi quay clip nha. Tiếp tục mọi người. Mở hàng trong kia. Nước cạn quá giải cứu được mấy cái rô không ăn anh em ơi. Giờ tiếp tục cho di chuyển ra chỗ trống rồi đi. Bắt đầu thả cận để quýnh thử mọi người. Xíu vậy. Có một bí. Này là đa số ôm trứng nhiều nè. Sao hồi kia cũng nhịp nãy giờ chưa đụng đĩa tới.
không biết con gì ăn hôi mà rì ba không nổi. Con gì đây trời ơi, cá cha nhỏ anh em ơi, bởi nó rì phao đâu nổi. Bữa nay xui mọi người ơi, mới trên ruộng cá không ăn, cái chúng mình đi ra ngoài cái đường đá mọi người, cái gặp công an xã đó bắt đóng bảo hiểm, thì mình đâu có đội đóng bảo hiểm trong ruộng ra, mình đâu đội làm gì, thì giờ xin năn nỉ quá trời không được luôn, giờ cuối cùng phải đi đi vô đóng phạt mọi người, giờ phải lại ủy ban của xã đã đóng phạt rồi mới lấy giấy tờ xe ra được, rồi mới tiếp tục đi làm clip mọi người xem nha. Bữa nay quả thật là rất xui luôn rồi, cá đã không ăn, di chuyển nhiều chỗ rồi tìm cái vụ động phạt này nữa, để vô động giải quyết giấy tờ xe xong rồi mình sẽ đi làm clip anh em xem nha. Đang chạy vô tới quý bạn, bắt đầu vào quý quan đây nè. Nói chung á là cũng do mình không đội mũ bảo hiểm thôi, mình hỏi mấy anh em thông cảm không được thì cũng phải đi vô đóng phạt nha mọi người. Mình nghĩ chắc quay phim được đâu, tới đây mình ao máy nha. Có lẽ là vô mình nộp phạt xong là nghỉ trưa mọi người, nghỉ trưa xong cái buổi chiều mình làm clip tiếp. Buổi sáng là mất hết buổi sáng rồi. Buổi sáng cá nó không ăn mà giờ mình còn phải vô nộp phạt để lấy giấy tờ xe nữa. Nói chung là vừa trên ruộng xuống luôn, vừa trên cái bờ ruộng xuống cái mình chạy chung là đường đá, cũng không chú ý cho lắm, mình cũng không có để ý vụ bảo hiểm trong đường trụ đường kinh á. Cái vô tình mấy chiến sĩ tới công an xã tới thì chín cửa luôn, xin mình ăn nỉ, nói chung là không thông cảm, thì không thông cảm thì đi đóng phạt chứ giờ sao vậy. Rồi mọi người sẽ đón clip chung chờ xong cái chế độ này ha. Buồn 5 phút sau khi vô quần quật cuối cùng lấy xe được anh em ơi, mất hết 5 sợi. Trời ơi, thay vì nãy năng nghỉ ở lại mình đóng liền 5 sợi khỏi chạy đi, nắng lên nữa mà chung chạy tới đây thấy bầy cá tra ngay này quần nữa, giờ lấy một cần 8 mét, cần này thì thằng em chung nó mới cho mọi người. À, cần này thì em mới cho 8 mét với một cần 6 mét 3. Bữa nay xuống chỗ này giờ lỡ cắn ớt cái nóng bảo hiểm rồi, giờ chờ trần nắng luôn, bưng dù quýnh luôn anh em ơi. Đứng phía bờ bên kia mình quýnh được rồi, khó đứng quá hơi chúa giò, mình vòng qua phía bờ bên đây mình đứng, vừa vòng trên cầu đổ xuống bị dính chấu liền. Trời ơi, sao bé xíu vậy? Các con chắc này thả quá. Trời ơi trời, có chịu nổi không? Vì nó có rô ăn được bó tay luôn.
Trời ơi, khủng long. Con này còn to anh quá. Ai ai con này bự quá. Ai trời ơi. Ai. Mới đưa mọi người. Bây giờ sáng đi. Chúng đưa vô. Wow. Đây là một phát ngọc. Đây nha mọi người. Đây, chúng tôi cũng về vô đây cái. Ôi, tầm này chắc 2 kg anh em ơi. 2 kg hơn rồi nha. Mọi người nhìn cái giò chung nè. Giò mình đoàn miếng đuôi nữa. Quá sướng mọi người ơi. Công nhận. Rồi quặng đã. Hết biết rác luôn mọi người. Ôi, tơi tái. Trời ơi, đền bù bữa nay luôn rồi. Đền bù 5 xị bữa nay. Thôi chuyện tháo luôn. Lúng cho cái đưa cơm trưa có mấy không? Đứng nắng rồi đó. Trời ơi, ngã phao cái con phá, chúng nó to lớn. Rồi, hành trình đi tìm con cá 5 xị đã thành công anh em ơi. Nói cho anh đỡ buồn nha anh em. Chứ cỡ mà làm thêm con bự nữa là cũng đã tay mọi người. Mà giờ tự nhiên trời nắng lên cái bắt đầu cá sao không ăn lặn nó mất tiêu hết à. Nãy giờ hết lộn rồi, chú Quýnh nó được mấy con nhỏ nữa với hụt nãy giờ luôn à. Chắc chung kết thúc clip quá. Thôi kệ nó, clip bên nay đi tìm được con cá 5 xị nè mọi người.
đã không đó. Lý do chung đi đem thùng đá là vậy đó, giờ là bắt đầu nó còn ngáp 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 rồi nó mà giờ mình để tới chiều là nó chết rồi, nên mình phải đem mình bỏ thùng đá là vậy đó. Thường đi câu chung đem thùng đá chung là lợi thế của chung là như vậy đó. Rồi mấy anh em xem clip vui nha. Nói chung là clip bữa nay làm cũng hơi buồn vì mất năm xị một cách là rất là uổng và đáng tiếc luôn mọi người ơi. Trời ơi, xin hoài năn nỉ hoài không được, thôi đi đóng phạt luôn đành chịu. Mọi người xem video vui, nhấn chuông đăng ký, đặc biệt là like video giúp chung có thêm động lực để làm video mới nha. Mọi người đăng ký nhiều, xem nhiều để chung gỡ gạt lên năm xị mọi người ơi. Chào tạm biệt mọi người.